Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là Mê Game đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chức năng nông hội và tham gia nông hội như thế nào. Khi các bạn đủ cấp để tham gia nông hội thì các bạn sẽ bấm vào ngôi nhà này cho mình. Vào rồi thì đối với những người mới thì nó sẽ xuất hiện bên phần tìm hội cho các bạn. Ai có hội quen biết thì có thể nhập ID hội vào và bấm tìm kiếm. Không biết thì bên dưới có một số nông hội đề xuất cho các bạn. Bấm vào nông hội bất kỳ để biết được một số thông tin hội. Đặc biệt là phần yêu cầu cấp độ, nếu đạt cấp yêu cầu thì có thể gia nhập được vì trạng thái hội đang mở. Nếu thấy hội không phù hợp thì vào hội khác xem tiếp. Khi thấy được rồi thì bấm gia nhập. Vì mình đã có hội rồi nên không thể gia nhập hội khác được. Nếu đã có hội rồi mà muốn nhập hội khác thì cần vào hội của mình và bấm nút rời khỏi. Khi đã rời khỏi hội thì cần có thời gian chờ hết thời gian này thì mới được tham gia hội khác được. Bên phần dấu chấm hỏi này nó sẽ có một số lưu ý về hội thì các bạn có thể vào đọc tham khảo. Đặc biệt là khi các bạn gia nhập nông hội sau khi hoạt động nông hội diễn ra thì các bạn không thể tham gia hoạt động hội tuần này được mà phải đợi tới tuần tiếp theo. Bởi vậy lưu ý với các bạn nên tham gia hội trước thứ 6 đi cho chắc để quên cái lố giờ thì phải qua tuần mới tham gia được hoạt động. Tiếp theo là đến hoạt động hội. Các bạn bấm vào hình hoàng tử ếch này. Bên phần cuộn giấy này thì nó sẽ hiển thị ra các nhiệm vụ để bạn nhận để làm. Các nhiệm vụ như thế này thì các bạn có thể nhận được. Đối với các nhiệm vụ bị băng dính dán chéo như này thì không nhận được do không đủ cấp. Như cái này cấp 62 mới nhận được. Kéo xuống tới phần này là các thành viên trong hội đang nhận nhiệm vụ. Và các nhiệm vụ này đang thực hiện, làm xong thì sẽ không hiện ở đây nữa. Dưới này là nhật ký cá nhân. Nhận mà hoàn thành được thì sẽ tích xanh. Nhận mà không hoàn thành thì chéo đỏ. Bên chữ thống kê này thì sẽ hiển thị các thành viên đã nhận bao nhiêu nhiệm vụ và được bao nhiêu điểm. Cái thùng rác là nhiệm vụ bị bỏ. Còn dấu chân X là điểm số. Đến mục phần quà nông hội. Khi hội đạt được các mốc điểm bao nhiêu thì sẽ nhận được phần quà tương ứng. Với điều kiện nhận được quà là bạn phải hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ. Hai mốc cuối này thì cấp bậc của nông hội là hoàng gia thì mới nhận được. Các phần quà chỉ nhận được sau khi kết thúc tranh tài nông hội như trong phần lưu ý bên mục nông hội bên kia mình đã cho các bạn xem đó. Tiếp đến là mục điểm. Nó sẽ hiển thị số điểm của các nông hội đã đạt được. Nếu hội nằm trong top 3 thì tuần sau được lên bậc hoàng gia. Mục cuối là phần cấp bậc. Đè giữ dấu chấm hỏi góc dưới bên phải để hiển thị hướng dẫn. Như mình đã nói thì top 3 hội đứng đầu thì sẽ được lên hạng. Còn bấm vào đây thì nó sẽ hiện các cấp bậc nông hội ra. Thấp nhất là nông dân và cao nhất là hoàng gia. Tương ứng với từng cấp bậc thì sẽ có số lượng nhiệm vụ và mốc thưởng khác nhau.
cấp càng cao thì số lượng nhiệm vụ miễn phí càng nhiều và mốc thưởng càng nhiều. Phần này là số lượng nhiệm vụ miễn phí mới này nè. Mình chỉ còn 3/15 nhiệm vụ miễn phí. Nếu dùng hết thì cần phải tốn kim cương để nhận thêm nhiệm vụ. Và khi tham gia nông hội này các bạn cần lưu ý là khi nhận nhiệm vụ thì chỉ nhận những nhiệm vụ từ 200 điểm trở lên thôi. Ví dụ nếu lấy bình quân một nhiệm vụ 200 mà bạn hoàn thành hết 15 nhiệm vụ. Tính ra bạn sẽ có điểm là 3.000 điểm. Một hội 20 người đều làm hết tất cả các nhiệm vụ của mình thì tổng sẽ là 60.000 điểm rồi. Đây thì chỉ là tính toán tốt nhất thôi, chứ khi tham gia thì tổng số điểm sẽ dao động do không phải ai cũng làm hết được nhiệm vụ và không phải tất cả mọi người đều tham gia hết được. Rồi tới phần này là của chủ hội và các phó hội nè. Do là người có địa vị nên chủ và phó sẽ có trách nhiệm là bỏ đi các nhiệm vụ không thể làm được. Vì khi bạn nhận hay bỏ một nhiệm vụ thì cần một khoảng thời gian thì nhiệm vụ mới tạo mới lại cái khác được. Do mình chỉ là thành viên nên sẽ không được bỏ nhiệm vụ mà chỉ có mục nhận nhiệm vụ thôi. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.